Thưa quý vị, sáng nay tại quân cảng vùng 3 Hải quân, Quân chủng Hải quân tổ chức khai mạc hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước lần thứ nhất năm 2023. Đến dự có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chuẩn Đô đốc Phạm Mạnh Hùng chủ trì buổi lễ. Hội thi hội thao năm nay có nhiều điểm mới so với năm 2019, trong đó tên của hội thi đổi từ hội thi tàu tốt sang hội thi tàu chính quy mẫu mực. 100% các tàu chiến đấu có mặt ở đơn vị đều tham gia hội thi. Hội thao lần này sẽ giúp cho ban tổ chức đánh giá một cách toàn diện và thực chất hơn công tác xây dựng tàu chính quy mẫu mực và công tác huấn luyện chiến đấu của lực lượng tàu mặt nước trong toàn quân chủng. Nội dung của hội thi tàu chính quy mẫu mực hội thao huấn luyện tàu năm 2023 toàn diện trên tất cả các mặt. Có thể nói đây là đợt kiểm tra sát hạch toàn diện với tất cả các đối tượng của lực lượng tàu mặt nước trong quân chủng. Đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ các đơn vị nâng cao trình độ toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hội thi tàu chính quy mẫu mực gồm 4 nội dung: toàn tàu, ngành quân khí, ngành khí tài điện tử. Hội thao huấn luyện tàu gồm các nội dung: toàn tàu, hàng hải, vũ khí, khí tài điện tử, cơ điện, điều lệnh, thể dục thể thao, chính trị hậu cần. Hội thi hội thao năm nay có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện đột phá huấn luyện, cơ bản làm chủ, chuyên sâu trong khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật, thực hiện quy tắc an toàn và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ. Kết thúc hội thi, hội thao, vùng 3 Hải quân sẽ lựa chọn các tàu có thành tích tốt để tham gia hội thi tàu chính quy mẫu mực, hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023 cấp quân chủng tại vùng 4 Hải quân tỉnh Khánh Hòa.